cuộc thi này để cho các em nắm rõ hơn nhé. Cuộc thi STEMI Contest 2012 nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các bạn học sinh cấp 2 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2012, Yola hân hạnh tổ chức cuộc thi Yola Spelling Bee Contest. Đây không chỉ là một dịp để cho các em học sinh có thể nâng cao kỹ năng phát âm, đánh vần, nói tiếng Anh làm sao cho trôi chảy nhất và cho giống người bạn xứ nhất, mà nó còn là dịp để cho các em thử thách chính khả năng của bản thân mình. Spelling Bee Contest hứa hẹn sẽ là một cuộc thi mới lạ và hấp dẫn với các bạn học sinh, vì đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam theo phiên bản quốc tế của cuộc thi National Spelling Bee Contest được tổ chức lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 1925. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay, một tràng pháo tay cho thầy Michael Pezzullo, đại diện giáo viên phụ trách của Học viện Yola. Và không để các em phải chờ lâu nữa đâu, bây giờ chị sẽ giới thiệu cho các em biết ngay về nội dung của ba phần thi mà cuộc thi Spelling Bee Contest năm nay sẽ tổ chức. Nhưng trước khi đến với cuộc thi thì chị muốn nhắc nhở với các em rằng tất cả các vòng thi đều thi theo cặp, vì vậy các em phải quay sang người đối diện xem bạn của mình có còn ở đó không, và chắc chắn rằng bạn phải luôn đồng hành cùng mình trong suốt cuộc thi nhé. Rồi, chắc chắn là bạn vẫn còn ngồi đó phải không nào? Bây giờ thì im lặng, trật tự, và chị sẽ đọc cho các em nghe về thể lệ nội dung của ba vòng ngay bây giờ. Vòng thi thứ nhất, đó là vòng thi ngữ âm chính tả, sẽ bao gồm hai phần. Phần đầu tiên, các em sẽ nghe thầy Michael đọc 25 từ, mỗi từ 3 lần. Sau đó các em phải viết thật nhanh ra giấy 25 từ đó. Các em rõ chưa nào? Sẽ có 25 từ, thầy sẽ đọc mỗi từ 3 lần. Và các em thảo luận với nhau làm sao thống nhất và viết ra giấy 25 từ đó. Phần 2 trong vòng 1, các em sẽ chọn đáp án đúng giữa các từ sau khi nghe thầy giáo đọc 3 lần. Ok? Chị nói lại một lần nữa nha. Phần thứ nhất, đó là ngữ âm chính tả, sẽ gồm có 2 phần. Phần 1, các em sẽ viết ra giấy 25 từ sau khi nghe thầy đọc 3 lần. Và phần thứ 2, đó là chọn đáp án đúng sau khi nghe giáo viên đọc 3 lần. Vòng thi thứ 2 tiếp theo ngay sau khi vòng thi thứ nhất kết thúc, đó là vòng thi spelling. Mỗi đội sẽ có 5 từ để spell. Và vòng thi thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 12 năm 2012. Đó sẽ là đêm vòng thi chung kết với cuộc thi tên là Stop the Bus và Tell the Story. Nghe rất là hấp dẫn đúng không? Và bây giờ không để cho các em và quý phụ huynh phải chờ đợi lâu hơn nữa, một tràng pháo tay đón sự xuất hiện trở lại của thầy Michael Mugello. Chúc tất cả các em may mắn. Okay, good morning. Good morning. I think you can be a little bit louder. Good morning. Good morning. Okay, very good. My name is Michael Pezzullo, and I have a question for you. Who here goes to Yola Institute? Raise your hand. Okay, so let's see. If you go to Yola, make some noise. If you go to Yola, make some noise! Ooh, okay. Where else do you go to school? Who here goes to Colette? Colette. Okay, if you go to Colette, make some noise! If you go to Colette, make some noise! Okay, who here goes to Trondheim? Okay, if you go to Trondheim, make some noise! Okay, who here goes to Lequidon? Lequidon. Okay, if you go to Lequidon, make some noise! One more time, make some noise! Okay, if you go to Ivatron? If you go to High Batron, make some noise! Okay, make some noise!
If you go to BVI's, BVI's? If you go to BVI's, make some noise! Zero? Okay. Should we begin? Are you ready? No! Are you ready?